Nữ chủ tịch không ngờ rằng việc cô gặp riêng nhân viên lại bị đồn là cô đang tìm kiếm một chàng ngưu. Tối qua khi So Hee-un về nhà, nhìn thấy Kim Hee-uk, chàng trai đã tỏ tình với cô hôm trước, nhất thời có một chút phân tâm. Chợt một chiếc ô tô lao vút đi phía trước, So Hee-un phanh gấp nhưng bị xe phía sau tông phải. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra khỏi xe và giải quyết. Lúc này, Kim Hee-uk chạy đến. Anh ấy bảo vệ So Hee-un phía sau anh ấy, chủ động đưa danh thiếp và hứa sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những tổn thất của người đàn ông kia. So Hee-un tâm trí rối bời. Cô ấy vốn dĩ là một người rất lý trí và tỉnh táo. Tại sao khi nhìn thấy Kim Hee-uk lại mất đi lý trí? Kim Hee-uk đề nghị đưa cô về nhà nhưng cô không đồng ý. Anh nhất quyết không để cô về một mình. Khi gần đến nhà So Hee-un, Kim Hee-uk đột nhiên dừng lại và nhìn chằm chằm vào đồng hồ của mình. Anh nói chúc mừng sinh nhật cô. Hóa ra nhờ đồng nghiệp mà anh biết được hôm nay là sinh nhật của So Hee-un. Anh cẩn thận chuẩn bị son môi làm quà, mặc dù điều này không là gì so với sự sang trọng của cô, nhưng cũng là tâm ý của anh. Nhưng So Hee-un không nhận. Anh nói cô chê quà của tôi nhỏ bé à? So Hee-un đáp không phải là do cô không muốn có bất cứ liên hệ gì với anh nữa. Sự từ chối rõ ràng của So Hee-un nhất thời khiến Kim Hee-uk khó chấp nhận. Anh thất vọng rời đi. Nhìn thấy Kim Hee-uk dáng vẻ đầy thất vọng, cô lại không đành lòng. Cô đưa tay ra. Thấy vậy, Kim Hee-uk lập tức chạy tới đặt thỏi son vào tay cô với nụ cười thật tươi. Cô thầm nghĩ tại sao lại thành ra như này rồi. Đồng thời lúc đó mẹ chồng cũ của cô biết được cô vẫn qua lại với anh nhân viên đó và quyết định trừng phạt So Hee-un thật nặng. Bà ra lệnh cho thư ký đi tìm đến đồng nghiệp tiểu phát của Kim Hee-uk bảo cô tung tin đồn ẩn danh về mối quan hệ của Kim Hee-uk và So Hee-un, đồng thời thăng chức cho cô ấy lên quản lý bộ phận nếu cô ấy đồng ý. Tuy nhiên, tiểu phát đã từ chối. So với lợi ích, cô coi trọng tình bạn 20 năm bên Kim Hee-uk hơn. Thật bất ngờ, tin đồn lan truyền khắp nơi trong công ty vào ngày hôm sau. Đã có nhân viên khác nhận hối lộ tung tin ẩn danh rằng So Hee-un ép nhân viên qua lại với mình. Có người còn nói cô là trâu già muốn gặm cỏ non. Hình ảnh ưu tú của So Hee-un sụp đổ chỉ sau một đêm. Chồng cũ biết được chuyện này, khẩn trương tìm hacker xóa bài đăng. Nhưng sự việc này đã trở thành một cuộc trò chuyện sau bữa tối của các nhân viên. Tất cả mọi người đều nghĩ chàng nhân viên bị ép phải qua lại với chủ tịch chắc chắn không dám đứng ra nhận. Bởi vì một khi anh ta đứng ra, mọi người đều biết rồi, anh ta làm sao có thể làm ở công ty này nữa. Kim Hee-uk cả ngày nghe đồng nghiệp nói xấu So Hee-un, trong lòng cảm thấy khó chịu. Lúc anh tan làm, nhìn thấy quản lý chế nhạo So Hee-un ra mặt. So Hee-un chịu đựng mọi thứ để bảo vệ Kim Hee-uk. Các nhân viên súng lại xem người đàn ông này càng quá đáng, thậm chí còn ép hỏi So Hee-un rằng người đàn ông đó là ai. Nghe vậy, So Hee-un tức giận nắm chặt tay. Lúc này, Kim Hee-uk đột nhiên ra mặt. So Hee-un, vì anh có thể chịu đựng sự sỉ nhục, vậy thì tại sao anh ấy không thể làm sáng tỏ những tin đồn cho So Hee-un? Anh quyết định chủ động bước về phía cô, sẵn sàng đón chờ mọi thứ.